Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì xem nào, mà hôm nay tôi có rất là nhiều đồ chơi đây mọi người này. Wow, ngày hôm nay nhá. Một chiếc máy xúc này. Máy xúc nhá, máy xúc này, cần cẩu này, xúc này mọi người này, đó, một xương xúc màu vàng nhá. Bánh màu đen này, rất là đẹp luôn mọi người, chắc chắc chắn luôn nhá. Tiếp theo nào. Xìa máy nâng hạ nào, cái này là dùng để nâng cho người lên đây nâng mọi người này, để sửa điện này, các kiểu để nâng lên cao đó mọi người. Kiểu như là xìa cứu hộ đó mọi người ơi, để xìa cứu hộ này. Nó màu đỏ mọi người nhá. Rất là chắc chắn luôn mọi người ơi. Các bạn ơi, ngoài ra này, bây giờ mình giới thiệu tiếp, đây là cũng là một xe cần cẩu này mọi người này. Ngày hôm nay có sự xuất hiện của xe cần cẩu mọi người nhá. À, là mất mấy cái thùng này này, chắc là đang rơi ở đâu đấy thôi, tẹo nó mình sẽ lắp vào mọi người nhá. Wow, rất là chắc chắn luôn mọi người nhá, rất là chắc chắn luôn nào. Wow. Wow, cái này này này, cái này là kéo vào kéo ra mọi người này, đấy chúng ta nâng cao lên, chúng ta cẩu này đấy, đóng vào nào. Wow, một chiếc xe nào, một chiếc xe vừa có tác dụng này xúc này, rồi là vừa có tác dụng cẩu này mọi người này. Wow, rất là đa dạng màu sắc luôn. Wow, rất tuyệt vời luôn mọi người nhá. Một chiếc xe cần cẩu cỡ lớn mọi người này. Wow, anh em nhìn thấy chưa, một cái cần cẩu cỡ lớn nhá, xe này rất là khỏe luôn. Rân 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 rân. Đó, một chiếc xe bồn này, xe này là xe chở bê tông mọi người nhá, chở bê tông để trộn đó mọi người này. Đấy, cái vị trí này này là đổ bê tông xuống này, trong này là cho bê tông vào đây mọi người này, xoay thế này đấy đấy, cho xoay cho mọi người xem nhá, xoay này đấy, thấy chưa, cái này là lái này đấy. Mọi người thấy chưa, cái này lái này, chinh 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 đó, có người lái này, bạn thấy người thấy kêu chưa. À, lái đi để điều khiển để nó đổ bê tông xuống đó mọi người. Xem nào, cái xe này có khả năng nâng ra không nào. À, đấy mọi người thấy chưa, nâng vào nâng ra được nhá, chở bê tông nhá. Trong này có cái trộn bê tông, mọi người thấy bên trong này chưa, trộn bê tông thấy chưa. Wow, một chiếc máy bay này. Hôm nay máy bay này sẽ có tác dụng làm gì đây, máy bay siêu mini rất là nhỏ bé. Để trong đây. À, lại một chiếc siêu bồn nhỏ đó, mọi người này. Wow, nhỏ nhưng mà rất là có vỏ mọi người nhá. Để vào đây. Đây, một chiếc xe tải cỡ lớn mọi người này. Wow, cái bánh này, bánh rất là to luôn mọi người nhá. Tẹo nó sẽ có tác dụng chở nguyên vật liệu mọi người ơi. Wow, một chiếc xe tải lớn cỡ lớn đó mọi người ơi. Màu xanh nhá, đầu màu trắng mọi người ơi. Wow, mọi người nhìn thấy chưa? Rồi, đây là một chiếc xe tải đó mọi người này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đây, wow. Đây, hôm nay nhiệm vụ của tất cả các bạn sẽ làm gì đây? Đó, đầu tiên nào, chúng ta sẽ đi chở cát để lấp đầy cái mương kia mọi người ơi, để lấp đầy cái chỗ kia mọi người nha. Bây giờ sẽ chở cát từ đây để lấp đầy cái vị trí ở đường kia mọi người nha. Đây này, cái lỗ cái này là một cái ao rất là sâu luôn. Bây giờ chúng ta cần lấp cát để cho đầy lên mọi người nha. Nào, bây giờ sẽ sử dụng đến xe xe đấy nào. Ua, xe này không, ua, xe này không làm được. À, đâu được, đây mà là xe đấy mọi người này. Mọi người nhìn xem nào. En 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 rin 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 rin. Cái này các bạn phải để cong xuống mọi người nhá. Xúc nào. Cho nặng quá mọi người ơi. Cô xe vào đây. Xe này phải chạy vào đây mọi người ơi. Rin rin. Bắt đầu xúc nào. Xe này hơi nhỏ mọi người ơi. Ui, còn xe tải lại cao hơn. Không nâng được.
đổ xuống thôi, phải dùng xe khác thôi. Xe này chỉ dồn vào thôi. Xe này lùi về sau nào. Phải dùng xe to hơn vào nào. Phải dùng xe cấu mọi người ơi. Nhắn nhắn. Đây, sẽ dùng xe cấu nha. Xúc cát nào. Rồi, đấy, đổ cát đấy mọi người ơi. Xúc tít nào. Xúc kít cát nào. Đổ vào đây nào. Xúc tít nào. Thật là uy lực. Thằng cấu to. Xúc cát nào. Xúc đầy lên nào. Rồi. Bây giờ mình sẽ gạt vào nào. Gạt vào nào. Đấy. Đấy, gạt vào mọi người ơi. Chưa đầy rồi, đi thôi. Tiếp tục chia tiếp theo tới nào. Xúc cát nào. Xúc cát, búa cát nào. Cho đây rồi. Dồn cát vào nào. Giờ mới xúc nào. Xúc đâu. Run. Nâng hạ xuống nào. Hạ rút dồn nào. Xem mấy xúc nào, xúc đất nào, lùi về sau nào, tiếp theo xe nào, xe bồn tới nào, xe máy xúc cỡ lớn, xe tải cỡ lớn tới mọi người ơi, xúc nào, bố vào đây nào, xúc nào, bố vào đây nào, sắp đây rồi. Xe tiếp theo nào, xe to nào, phải lùi nào, tổ cát nào, xe đổ thật lợi hại, bóp cả đầu lên, đi thôi. Lùi xe nào. Ôi bị nghiêng rồi. Mọi người ơi, xe bị đổ rồi. Xe bị lật ngược rồi. Phải dùng xe cần cấu thôi mọi người ơi. Đi cứu viện xe cần cấu thôi. Đi tìm xe cần cấu thôi. Xe cần cấu tới đây mọi người ơi. À,
Xe này bị xe bị lật rồi, phải kéo dài cái này lên mọi người ơi. Dài rồi mọi người ơi, còn dài lắm mọi người ơi. Biêng này, bây giờ sẽ móc ở đây mọi người nhá, móc vào đây nào để kéo lên nào, bắt đầu đâu. Rồi nặng quá mọi người ơi. Không kéo được mọi người ơi, rất là khó mọi người ơi. Được rồi mọi người ơi. Được rồi, xe lùi đổ nốt nào. Đi rồi. Đi thôi mọi người ơi. Nào mọi người ơi, xe lại tiếp tục xúc cát nào. Bác cần cẩu tới nào. Dồn đất nào. Đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Đây rồi. Xe sang tiếp theo nào. Nhờ đến xe máy cổ thôi, máy xúc đâu rồi, máy xúc đất đâu rồi. Xúc lên mọi người ơi. Đó, xúc rất là sạch sẽ luôn mọi người nha. Đấy, xúc rất là sạch sẽ luôn. Xúc cao lên cho máy, cho máy cần cẩu xúc đất xúc nào. Đây là máy xúc tầm tầm thấp mọi người nhá. Mỗi một xe đều có công dụng khác nhau mọi người nhá. Bác xe cần cẩu múc đất tới, múc cát tới nào. Đây rồi. Đây rồi mọi người ơi. Tiếp theo nào. Run. Xúc nào, xúc cát nào. Xúc cát nào. Đi thôi, đây rồi. Lùi cát, đổ cát nào. Xong rồi. Đi thôi. Xe tiếp theo nào. Đuôi vào nào, vào tí nữa nào. Đuôi luôn xe nào.
Ui, xe này rồi mọi người, không nâng được mọi người ơi. Không nâng được rồi. Xe này bánh nhiều mọi người này. Bánh này, bánh bị xe này rồi mọi người ơi. Phải đi nhờ xe cứu hộ để kéo thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, lần này nhá, chúng ta sẽ không nhờ xe cứu hộ mà ta nhờ xe cấu để đỡ mọi người nhá. Nào, xe biếc nào, đỡ đích lên nào, án lên xe nào. Các bạn thấy đi thì cho mình bấu, mình cấu dưới nhá. Được rồi. Rồi, đã lên được rồi. Đổ đất thôi. Xong rồi. Tiếp theo nào, xe lớn nào, lùi mạnh nào, vì đây nó rất là nhiều rồi, lùi mạnh nào. Ui, cũng bị xe lây rồi. Ui, xe này bị xe lây rồi mọi người này. Anh phải nhờ bác xe cấu ngay tại đây thôi. Các cái cào đấy nào. Lên rồi. Bác xe tải nào, đổ biếng nào. Mọi người đổ đất đá ra ngoài không xuống dưới cái vị trí hố này rồi, phải nhờ đấy bác xe. Phải nhờ đến bác xe xúc đất này thôi. Bác xe xúc đất được rồi. Đấy bắt đẩy phát ly mày. Mọi người ơi. Wow, các bác xe tải và xe cần cấu, xe cứu hộ ngày hôm nay làm việc quá sức rồi mọi người ơi. Hôm nay bây giờ cũng muộn rồi, các bác phải xin nghỉ thôi, để hôm khác làm tiếp mọi người nha. Thôi, xin chào tất cả các bạn nha. Nhớ các bạn nhớ đăng ký kênh, sub like và like để ủng hộ cho tất cả các bác xe tải, các bác làm việc các công trình ngày hôm nay nha. Thôi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tiếp cho chúng tôi nha. Xin chào tất cả các bạn.